Top những từ vựng dùng nhiều nghĩa phổ biến trong tiếng Nhật. Top 1. Kitsui với 7 nghĩa nha. Các bạn nhớ mở ra ghi vào nhá. Nghĩa số 1, quen thuộc quá đó là chật. Chật kiểu như mình mặc quần áo chật chẳng hạn nhá. Futotta kara suitsu ga kitsuku natte shimatta. Là gì nhỉ? Vì mình béo lên rồi, thế nên là áo vest nó bị chật ra. Nhớ chưa? Nghĩa đầu tiên dễ nhất, chật. Nghĩa số 2 là chặt, nhưng không phải chặt này, mà là thắt dây nó chặt lại á nhá. Ví dụ này, kimo o kitsuku shibatte shimatte hodoke naku natta. Thắt dây chặt thì sẽ không còn lỏng lẻo nữa. Ok. Nghĩa số 3, khắt khe hay khắc nghiệt, khi mà chúng ta nói về một cái, những cái quy tắc, những cái luật lệ nó quá khắt khe, nó quá hà khắc, khắc nghiệt. Ano kaisha wa roudou jouken ga kitsui koto de yumei desu. Là gì nhỉ? Cái công ty đó thì rất là nổi tiếng với cái việc đó là những cái điều kiện lao động nó quá là hà khắc, quá là khắc nghiệt nhá. Nghĩa số 3 như vậy nhá. Nghĩa số 4, khổ sở, cực khổ. Khi mà chúng ta nói về những cái công việc này, những cái hành động, những cái thao tác mà nó quá là cực khổ, quá là vất vả về cả tinh thần lẫn thể xác, chúng ta dịch là cực khổ hay là khổ sở nhá. Kono shigoto wa chōjikan tachippanashi de kitsui. Là gì nhỉ? Cái công việc này thì nó rất là khổ sở, rất là cực khổ vì phải đứng suốt trong vòng nhiều tiếng đồng hồ. Số 5 nó thể hiện một cái mức độ cực kỳ lớn, và tùy vào trong câu văn thì chúng ta có thể tìm những cái từ mà có thể dịch nó sát nghĩa với nó. Và trong tiếng Nhật thì chúng ta sẽ hiểu là teido ga totemo ooki. Ví dụ này, kono douro wa asoko de kaabu ga kitsuku naru kara sokudo o otosanai to abunai. Với câu này thì chúng ta thấy cái từ kitsui nó đi với từ cái khúc cua á mọi người. Thì cái khúc cua như thế nào thì trong tiếng Việt mình dùng hay dùng từ gì để thể hiện cái mức độ lớn của nó nhỉ? Là gì nhỉ? Khúc cua rất là gấp đúng không? Là cái con đường này đúng không? Ở cái khu đằng kia thì cái khúc cua nó rất là gấp. Thế nên là nếu như mà không giảm tốc độ thì sẽ rất là nguy hiểm. Số 6 thì nó sẽ thể hiện cái ý nghĩa là shireki ga okikoto, là cái sự kích thích ấy, nó rất là lớn, rất là mạnh. Nên là cũng tùy vào câu văn các bạn sẽ có thể gì nhỉ? Có thể đưa ra cái lựa chọn dịch khác nhau nhá. Ví dụ như là cái trường hợp là natto chẳng hạn. Natto wa nioi ga kitsui no de taberarenai hito mo oi. Là gì nhỉ? Với cái gì nhỉ? Với natto thì khi mà nói về mùi đi, nioi ga kitsui là gì nhỉ? Cái mùi nó rất là khó ngửi, nó rất là nồng, nó rất là sặc đúng không? Thế nên là cũng có rất là nhiều người không thể ăn. Thế nên các bạn nhớ này, cái kitsui này nó sẽ thể hiện cái sự kích thích đúng không? Sự kích thích mà nó tác động rất là lớn nhá. Ví dụ như là mùi thì là cái gì? Nó rất là khó ngửi, rất là nồng, rất là sặc. Được chưa nào? Và cuối cùng, kitsui nó còn được dùng để thể hiện tính cách của con người nữa. Và lúc này chúng ta có thể dùng với những cái cách sử dụng như là ví dụ như là cay nghiệt, khắc nghiệt này. Ví dụ như sau này, kanojo wa warui hito janai dakedo iikata ga kitsui desu. Thì lúc này cái từ kitsui nó đi với từ iikata thì các bạn có thể dịch là gì nhỉ? Cái cách nói nó quá là gì nhỉ? Cay nghiệt chẳng hạn đúng không? Ví dụ như là cô ấy thì không phải là người xấu đâu, thế nhưng mà cái cách nói nó có phần hơi cay nghiệt nhá. Và đó là 7 cách sử dụng của kitsui, một từ mà nghe có vẻ rất là quen thế nhưng mà được dùng rất là đa dạng trong cuộc sống như vậy, và các bạn nhớ mang sử dụng nhé.